Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu giảm các cuộc thi cấp quốc gia và chỉ giữ lại một số cuộc thi ở các địa phương nhằm giảm áp lực cho học sinh. Nguyên nhân là do số lượng cuộc thi dành cho các giáo viên và học sinh quá nhiều, gây chồng chéo áp lực. Không ít cuộc thi thậm chí còn không nhận được sự đồng tình của xã hội. Kết quả của các cuộc thi tổ chức không đúng quy định sẽ không được sử dụng để xét thi đua, xét tuyển hay làm căn cứ tuyển thẳng. Đối với các kỳ thi quốc tế, nếu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố tự cử thí sinh tham dự, thì Bộ cũng không xác nhận lại thành tích của giáo viên và học sinh. Bộ yêu cầu trước ngày 31 tháng 5, các Sở Giáo dục và Đào tạo tại các tỉnh phải hoàn thành việc rà soát và báo cáo lại các cuộc thi tiếp tục được tổ chức tại địa phương về Bộ. Vậy thì cụ thể những cuộc thi như thế nào sẽ không được tiếp tục tổ chức? Phụ huynh cần chú ý điều gì khi cho con em tham dự những kỳ thi ngoài chương trình học chính khóa? Đại diện Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tinh giản các kỳ thi tránh lãng phí cho phụ huynh, học sinh và cả giáo viên. Cái việc tổ chức cái cuộc thi đấy thì không phải là những cuộc thi kiểm tra kiến thức một cách thông thường, bởi vì cái đó là những kiến thức đã được kiểm tra trong nhà trường rồi. Cho nên những cái cuộc thi mà nếu có tổ chức thì phải tạo cái cơ hội cho học sinh được trải nghiệm, vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tiễn. Và như vậy thì qua cái việc thi đó, học sinh mới có thể phát triển được kỹ năng và hình thành năng lực theo cái mục tiêu giáo dục. Trong văn bản đó đã quy định rõ không sử dụng kết quả cuộc thi đó cho cái việc tuyển thẳng học sinh vào đầu cấp. Và với cái việc hạn chế như thế thì sẽ giảm bớt cái gọi là cái nhu cầu của phụ huynh mà hối thúc học sinh tham gia cái cuộc thi đấy